Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã tham gia và bây giờ hãy cùng Robin Tip bắt đầu buổi hội thảo trực tuyến hướng dẫn sử dụng Microsoft Copilot cho phòng tài chính. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Em là Sương sẽ đồng hành cùng với quý anh chị ở vai trò là MC xuyên suốt buổi hội thảo này. Kính thưa quý anh chị, trước nhu cầu ngày càng tao, ngày càng cao về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp, sự ra đời của Microsoft Copilot trong hệ sinh thái Microsoft hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng trong cách thức vận hành doanh nghiệp. Trong buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá tiềm năng to lớn của Microsoft Copilot và cách nó có thể nâng cao hiệu quả trong công việc thông qua kỹ năng Prompt Engineering. Kỹ năng này không chỉ giúp chúng ta tương tác hiệu quả hơn với các công cụ AI mà còn giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc. Các Chuyên gia đến từ Novintis sẽ chia sẻ những cách để Microsoft Copilot trở thành một trợ lý đáng tin cậy trong lĩnh vực tài chính. Đồng hành cùng chúng ta trong buổi hội thảo ngày hôm nay, em xin phép được giới thiệu diễn giả của chương trình, anh Đạt Trần, chuyên gia tại Novintis. Em chào mọi người ạ. À. Anh Tiến Nguyễn, reseller tại Novintis. Em chào mọi người ạ. À và anh Quý Đoàn hiện đang là Account Manager tại Noventis ạ. À. Dạ, yeah, uh, em chào mọi người ạ. À. Buổi hội thảo ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua các phần nội dung chính như sau. Thứ nhất là Microsoft 365 Business Premium, nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp. Thứ hai, tìm hiểu những tính năng hữu ích của Microsoft 365 kết hợp với Copilot trong quản lý tài chính. Thứ ba, chúng ta sẽ được trải nghiệm qua các đề mua trải nghiệm thực tế về việc ứng dụng các công cụ tài chính thông minh từ Copilot cuối cùng là những chương trình ưu đãi được cập nhật từ NovinTech uh, sau cùng chúng ta sẽ có thời gian để tương tác và hỏi đáp cùng với các chuyên gia và một phần không kém uh, thú vị là phần Lucky Ro nằm ở cuối chương trình nào trước khi đi vào thảo luận chủ đề đầu tiên của chương trình em xin phép Xin phép lưu ý với quý anh chị một số thông tin như sau. Đầu tiên là trong suốt quá trình tham dự hội thảo, quý anh chị mình có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại ở một Q&A phía góc trên màn hình hoặc tại bóc chat. Thứ hai, chúng ta sẽ có một phần lucky draw được diễn ra ở cuối chương trình với phần quà là loa Bluetooth JBL Go 4 dành cho một vị khách may mắn tham dự ngày hôm nay ạ. À. À, và sau cùng, trong suốt buổi hội thảo, ban tổ chức có để lại một link form khảo sát ở phòng chat box quý anh chị mình vui lòng điền form khảo sát của chương trình với email doanh nghiệp thông tin email của anh chị hoàn thành khảo sát sẽ được ban tổ chức tổng hợp lại cho phần lucky draw đây là điều kiện để tham gia lucky draw ngoài ra khi điền feedback form thì anh chị cũng sẽ nhận được record của toàn bộ buổi hội thảo ngày hôm nay cho nên quý anh chị mình đừng quên điền vào form này để nhận đầy đủ quyền lợi nha và không để quý anh chị mình chờ lâu hơn nữa ngay sau đây em xin mời anh chị đến với phần chia sẻ của anh tiến nguyễn ạ Em xin mời anh ạ. À, em chào các anh chị. Chào phép em xin một chút thời gian để em chia sẻ màn hình. Biết các anh chị đã nhìn thấy màn hình của em chưa ạ? Ok. Dạ, thấy rồi anh tính rồi. Ừ, cảm ơn Quý nhé. Um, thì lời đầu tiên cho phép em xin được cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho buổi sáng ngày hôm nay để tham gia buổi th buổi hội thảo xoay quanh các sản phẩm đang được dành, dành được rất là nhiều sự quan tâm uh, của các doanh nghiệp đấy là Copilot. Em xin tự giới thiệu lại thì em là Tiến Nguyễn và hiện tại em đang phụ trách việc tư vấn cho các giải pháp về bộ sản phẩm Microsoft 365 cho Novintic và trước khi chúng ta đi sâu hơn vào sản phẩm Copilot thì em xin phép giới thiệu về gói giải pháp Microsoft 365 cũng như là hỗ trợ các anh chị trong việc chọn gói sản phẩm Microsoft 365 phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình gói giải pháp này thì không chỉ cung cấp các công cụ văn phòng truyền thống mà còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất làm việc đồng thời đảm bảo bảo vệ an toàn cho dữ liệu hệ thống trước những nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường số phép được bắt đầu. Thì trong buổi ngày hôm nay, đầu tiên thì em sẽ nói về các thách thức của doanh nghiệp SMB trong môi trường làm việc hỗn hợp. À, tiếp theo đó là nói về bảo đảm an ninh mạng trong doanh nghiệp và cuối cùng là em sẽ giới thiệu về gói Microsoft 365, đặc biệt là gói Microsoft 365 Business Premium. Không để các anh chị chờ đợi lâu hơn nữa thì em sẽ đi vào phần trình bày của mình. Theo như xu hướng làm việc của thế giới thì mô hình làm việc hỗn hợp nghĩa là làm việc từ xa kết hợp với làm việc trên văn phòng theo kiểu truyền thống đã được các doanh nghiệp đón nhận và áp dụng nhờ vào những lợi ích vượt trội. Việc kết hợp linh hoạt giữa làm việc từ xa và tại văn phòng giúp nhân viên có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi, tối ưu hóa hiệu suất và cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đồng thời thì mô hình này cũng giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành trong khi nhân viên giảm được thời gian và chi phí di chuyển. Đặc biệt là sự linh hoạt trong cách làm việc này còn thu hút và giữ chân được các nhân tài, nhất là ở những cái thế hệ trẻ ưu tiên môi trường làm việc hiện đại. Tuy nhiên là việc đón nhận những thay đổi từ mô hình làm việc hỗn hợp cũng đi kèm với nhiều thách thức. Và theo Microsoft Work Trend Index vào năm 2022 và các nghiên cứu nội bộ tập trung vào phân khúc doanh nghiệp SMB, các lãnh đạo doanh nghiệp thì luôn đau đầu trước những câu hỏi như là làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu làm việc từ xa của nhân viên nhưng vẫn duy trì được khả năng công tác linh hoạt làm sao để đảm bảo được nhân viên có thể làm việc mọi lúc mọi nơi mà vẫn giữ được hiệu quả và đặc biệt là làm thế nào để bảo mật dữ liệu khi mà nó được truy cập ở khắp mọi nơi. ở góc độ nhân viên thì những con số thống kê cũng phản ánh không ít vấn đề cụ thể là 43% nhân viên làm việc từ xa cảm thấy không được chú ý trong các buổi họp trực tuyến, trong khi 54% lãnh đạo cho rằng năng suất lao động đã bị ảnh hưởng tiêu cực kể từ khi chuyển đổi sang môi làm việc hỗn hợp. thêm vào đó thì 64% doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay cho phép nhân viên truy cập dữ liệu công việc từ các thiết bị cá nhân như là điện thoại hoặc là máy tính làm gia tăng nguy cơ và rủi ro về bảo mật à, những thách thức này thì đặt ra bài toán lớn cho cả lãnh đạo và nhân viên trong việc tối ưu hóa mô hình làm việc hỗn hợp bảo vệ an toàn thông tin thì luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi thời điểm trước đây việc trao đổi dữ liệu chủ yếu diễn ra thông qua email hoặc là các ứng dụng nhắn tin à, ngày nay thì với sự phổ biến của các ứng dụng đám mây để lưu trữ và chia sẻ thông tin hàng ngày thì tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp càng được nâng cao không chỉ vậy sự gia tăng số lượng về thiết bị cá nhân cùng với sự đa dạng của chúng từ máy tính này máy tính sách tay máy tính bảng và điện thoại di động thì đã đặt ra thêm nhiều thách thức cho các nhà lãnh đạo việc lựa chọn những dịch vụ và giải pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh này trở thành một vấn đề mà khiến họ không khỏi chăn trở thì các anh chị có thể thấy những số liệu về các nguy cơ bảo mật như ở trên slide đấy là số tiền cần chi trả cho của một doanh nghiệp sau khi bị tấn công mạng có thể trải dài từ 826 đô cho đến hơn 600.000 đô cho một vụ. À, 40% doanh nghiệp SMB thì bị thất thoát dữ liệu do bị tấn công. 43% các cuộc tấn công mạng thì nhằm vào doanh nghiệp SMB và có đến 82% trên tổng số cuộc tấn công mạng thì được tấn công bằng phần mềm tống tiền hay còn gọi là ransomware. Với cái việc mà ngày càng gia tăng những cái mối nguy hại tiềm ẩn như các số liệu phía trên thì việc đầu tư vào một cơ sở hạ tầng bảo mật là một điều hiển nhiên. Trong gói giải pháp Microsoft 365 thì Microsoft cung cấp cho doanh nghiệp hai nhóm sản phẩm chủ đạo bao gồm nhóm sản phẩm Modern Workplace hay còn gọi là nhóm văn phòng số cùng với cả một bộ công cụ bảo mật doanh nghiệp. Thì các anh chị chắc là, là tham gia trong buổi ngày hôm nay thì đều đều quá quen thuộc với những sản phẩm hỗ trợ công việc như là Word này, Excel hay là PowerPoint của Microsoft rồi ạ. Bên cạnh những cái cơ tính năng cơ bản như là soạn thảo văn bản, xây dựng các cái trang tính hay là bản trình chiếu đơn thuần thì nay các ứng dụng đã được Microsoft cải tiến với các tính năng hỗ trợ làm việc nhóm một cách vượt trội và đóng gói vào trong bộ giải pháp Microsoft 365. Có thể kể đến hai yếu tố nổi bật như sau. Yếu tố đầu tiên đấy là khả năng làm việc linh hoạt và tính kết nối cao. Microsoft 365 thì cung cấp các cái công cụ như là Teams, OneDrive và SharePoint để hỗ trợ cho sự linh hoạt này. Với Teams thì người dùng có thể dễ dàng chat, gọi video, chia sẻ tài liệu. Tất cả đều được đồng bộ và bảo mật. Tính năng này thì sẽ giúp cho mọi người kết nối với nhau dù họ ở bất kỳ nơi đâu. Và yếu tố thứ hai đấy là cộng tác trong thời gian thực. Microsoft 365 thì giúp chúng ta có thể làm việc nhóm cùng lúc trên một tài liệu mà không cần gửi qua lại những cái bản cập nhật. Và điều này thì tiết kiệm được thời gian và giúp duy trì cho tính liên tục của công việc, giảm thiểu lỗi, đảm bảo cho mọi người luôn có thông tin cập nhật nhất. Như vậy thì nhờ vào những cải tiến trên, người dùng không còn bị ràng buộc bởi máy tính văn phòng hay là ứng vật lý nữa. Giờ đây thì chúng ta có thể ngồi bất cứ đâu, miễn là có kết nối Internet và có một cái không gian riêng thì cái không gian đó sẽ trở thành một cái văn phòng số cho mỗi cá nhân luôn. Và điều này thì không chỉ giúp tối ưu hóa khả năng làm việc từ xa mà còn thúc đẩy xuống là việc nhóm chia sẻ tài liệu và cộng tác thời gian thực giữa các phòng ban ở bất kỳ vị trí địa lý nào. Thêm vào đó là những cái tính năng bảo mật ở trong gói uh, Business Premium. Như các anh chị cũng đã biết, dữ liệu thì là trái tim của doanh nghiệp. Bảo vệ dữ liệu thì phải là ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp và hiểu được nhu cầu đó, nên là Microsoft đã thêm vào trong gói Business Premium một cái tính năng tăng cường bảo mật một cách mạnh mẽ và một yếu tố đặc biệt trong cái bối cảnh an ninh mạng như hiện nay đầu tiên chúng ta có thể kể đến là tính năng Microsoft Intune để cung cấp những khả năng quản lý và bảo vệ thiết bị này từ máy tính sách tay, điện thoại di động và đảm bảo rằng là chỉ có những thiết bị đáng tin cậy thì mới có thể truy cập được vào những tài liệu hoặc là những thông tin của công ty mà thôi và nếu mà thiết bị bị mất, bị đánh mất hoặc là bị đánh cắp thì dữ liệu cũng sẽ được bảo vệ ngăn chặn việc rò rỉ thông tin nhạy cảm à, tiếp theo thì Microsoft 365 Business Premium cũng tích hợp với công nghệ Advanced Threat Protection, thì sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn những email độc hại và ngăn chặn những cuộc tấn công phishing. Điều này là rất quan trọng khi mà càng ngày càng có nhiều cuộc tấn công mạng nhằm đến email và và trong đấy thì chứa những liên kết của chứa mã độc. À, và cuối cùng thì là tính năng Azure Information Protection cho phép mã hóa dữ liệu và thiết lập quyền truy cập linh hoạt, thậm chí là khi mà dữ liệu được chia sẻ ra ngoài tổ chức thì người nhận vẫn phải có quyền truy cập phù hợp để thì mới xem được nội dung. Điều này đảm bảo là chỉ những người được phép thì mới có thể tiếp cận được những thông tin quan trọng mà thôi. Gói Microsoft 365 Business thì được thiết kế phục vụ riêng cho các doanh nghiệp SMB à, đến từ Microsoft và cho phép các doanh nghiệp có số lượng nhân sự từ 2 cho đến 299 nhân sự có thể sử dụng. Và các anh chị có thể nhìn vào cái bảng so sánh trên thì Microsoft cung cấp 3 gói dịch vụ khác nhau dành cho các đối tượng là doanh nghiệp SMB. Đó là gói Basic này, gói Standard và gói Premium. Ở gói Basic thì đúng như là cái tên của nó, nó sẽ đưa ra những cái tính năng rất là cơ bản để phục vụ được cho yếu tố yêu cầu về những yêu cầu về trao đổi thông tin như là Teams, Exchange, OneDrive hay là SharePoint cộng với đó là bộ công cụ văn phòng số Outlook, Word, Excel PowerPoint. Tuy nhiên, tất cả những ứng dụng ở trên gói Basic này thì sẽ chỉ có thể sử dụng ở trên web được mà thôi. Và nếu mà các anh chị có nhu cầu sử dụng những cái tính năng chuyên nghiệp hơn hay là sử dụng những ứng dụng quen thuộc hơn thì chúng ta có thể nâng lên gói Business Standard này. Ở đây thì với những cái tính năng thông trao đổi thông tin thì vẫn như thế, nhưng mà những ứng dụng của văn phòng số bây giờ sẽ được chuyển thành là mình có thể sử dụng cả bản web và cả bản um, desktop tức là bản trên máy tính những cái ứng dụng quen thuộc như word, power và excel bây giờ chúng ta có thể tải về và sử dụng như những ứng dụng chúng ta đã quen thuộc trước đây và cuối cùng thì với phiên bản business premium này thì không chỉ các tính năng văn phòng đã được tối ưu hóa mà microsoft còn cung cấp một cái hệ sinh thái bảo mật rất là toàn diện điều này thì bao gồm từ bảo vệ dữ liệu quản lý thiết bị đầu cuối cho đến kiểm soát danh tính và quyền truy cập các công cụ bảo mật của microsoft là những thành phần mà không thể thiếu trong cái việc đảm bảo an ninh cho doanh nghiệp hiện đại và nó cũng là một cái yếu tố mà giúp cho những cái gói dịch vụ cái trong cái business premium nó sẽ tối ưu hơn so với cả là những cái dịch vụ của bên thứ ba. Đó là vì bây giờ chúng ta đã có tất cả những cái tính năng chúng ta cần của một văn phòng số cộng thêm những tính năng bảo mật mà không cần phải đi tìm những cái sản phẩm hay là những cái dịch vụ ở bên ngoài nữa. Nó đóng gói lại làm trở thành một cái sản phẩm đồng nhất duy nhất. Vậy nên là sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái dịch vụ nó sẽ trở nên đơn giản dễ dàng hơn. Và gói Business Premium thì chính là gói giải pháp hàng đầu về bảo mật. Thế nên là các anh chị có thể yên tâm rằng là những dữ liệu nhạy cảm của mình sẽ được bảo vệ theo các tiêu chuẩn cao nhất của ngành. Nhưng mà đồng thời thì sẽ không làm cản trở sự linh hoạt và hiệu quả trong công việc của nhân viên. Và như các anh chị cũng đã thấy thì sau khi em trình bày thì cái thói quen làm việc của nhân viên văn phòng đã có những sự thay đổi rõ rệt nhờ vào những tính năng hỗ trợ làm việc từ xa của các sản phẩm Microsoft. Tuy nhiên là trong những năm Covid thì cũng đã cho thấy những khó khăn của người dùng khi mà phải làm quen với những công cụ, những tính năng mới trên chính những ứng dụng quen thuộc của họ. Thì với sự xuất hiện của Copilot, thói quen làm việc của chúng ta sẽ một lần nữa được thay đổi. Các công cụ làm việc giờ đây thì sẽ phải học theo thói quen sử dụng của chúng ta. Thay vì việc là phải chật vật xem những video hướng dẫn sử dụng này, đọc các tài liệu liên quan. Các anh chị có thể ra lệnh cho các công cụ để tạo ra kết quả như mong muốn của mình. Chúng ta cũng có thể tinh chỉnh những câu lệnh để tạo ra kết quả phù hợp hơn. Và trong gói Microsoft 365 Business Premium, ngoài việc hỗ trợ các anh chị soạn thảo văn bản với Word, tạo các bảng biểu và phân tích dữ liệu với Excel, Copilot trong doanh nghiệp còn có thêm những lợi thế là nó có khả năng gợi ý những tài liệu liên quan đến công việc hiện tại mà các anh chị đang thực hiện. Từ đó sẽ giúp cho các anh chị giảm số thời gian cần thiết để hoàn thành công việc đi một cách đáng kể ví dụ như là đối với ứng dụng Microsoft Teams, Copilot có thể hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp này, tạo các biên mặt cuộc họp và thậm chí là đề xuất những cái bước tiếp theo sau khi chúng ta đã kết thúc cuộc họp đó. Điều này thì giúp cho cuộc họp trở nên hiệu quả hơn và giúp mọi người nắm bắt được rõ ràng là cần phải thực hiện những gì tiếp theo. Um, Copilot nghe qua thì mạnh mẽ là như thế nhưng mà thực sự thì nó sẽ hoạt động như thế nào có giúp ích được cho doanh nghiệp của mình hay không thì chắc cũng là một trong những băn khoăn lớn nhất của các anh chị đang tham gia trong buổi ngày hôm nay vậy nên là em xin nhường mic lại cho chị Sương để đến với những phần tiếp theo của chương trình em xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần trình bày của em và em mời chị Sương ạ à. à, xin cảm ơn tiếng với phần trình bày vô cùng thú vị vừa rồi và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung Microsoft kết hợp với Kavalot trong quá quản lý tài chính xin mời phần trình bày từ phía anh đạt Trần ạ em vâng ạ cảm ơn chị thường cảm ơn anh tiến à, thì cũng như anh tiến đã nhắc về cái sản phẩm là copilot trong ứng dụng 365. số thì em chắc hẳn mọi người cũng đã có một cái ý niệm một cái hình dung ban đầu về sản phẩm này là như thế nào rồi đúng không ạ thì bây giờ em sẽ mời mọi người tham gia một cái phần gọi là khảo sát nhỏ nhỏ hay một cái phần vote cloud nhỏ nhỏ hay ạ để là mọi người có có thể là chia sẻ thêm là mọi người đang có một cái ấn tượng như thế nào đối với cái bộ sản phẩm này. Vâng, em vừa tạo ra một cái hoặc cloud anh chị có thể check trên chatbox. À, em sẽ share luôn màn hình cái phần này của mình. Dạ vâng. Thì đến phần đầu tiên thì em có một câu hỏi đó chính là khi nghe đến từ mà Microsoft Copilot thì anh chị đã nghĩ đến điều gì đầu tiên? Vâng và rất nhanh em đã có một câu trả lời đó chính là trợ lý. Vâng một từ khóa rất là hay à, và gần như là một trong những cái từ trọng tâm nhất của cái bộ sản phẩm Copilot trên M365 này. Vậy vâng một từ nữa là AI chắc chắn là AI là một từ rất là liên quan đến cái Microsoft Copilot của chúng ta và em ở đây thấy có một từ là Chat GPT. Vâng Chat GPT thực sự thì cũng có thể gọi là anh em với Copilot này nó đều sử dụng được những cái công nghệ những cái công uh, uh, công nghệ GPT của nhà OpenAI để có thể build lên những con chatbot như thế này vâng mọi anh chị khác cũng nói là công cụ AI như ChatGPT và vâng. các anh chị có thể có những cái ấn tượng những cái hình dung ban đầu là nó sẽ so sánh với ChatGPT tuy nhiên nó sẽ có những điểm gì khác biệt em sẽ xin dành cái phần này ở trong cái bài bài phần bài thực trình của mình trong cái phần chia sẻ của mình vâng ừ, rất là nhiều anh chị đã nghĩ đến từ AI khi mà nói đến là Microsoft Copilot à. không biết mọi người còn uh, từ khóa nào còn ý tưởng nào về cái uh, sản phẩm Microsoft Copilot không ạ? À? vâng đã thêm một số câu trả lời về là AI ạ à. vâng và đây là cái kết à, quả của mình all in one vâng em có một cái một từ khá là all in one vâng all in one thì cũng là một từ khóa khá là hay ạ à. anh chị có thể đang hình dung là copilot có thể khi mà mình mua một cái sản phẩm một cái license copilot mà ba mình đang có hết những cái tính năng chính những cái mà mình đang mong muốn ở cái bộ sản phẩm này vâng và em thấy được một cái từ khóa khác nữa đó chính là bản vâng cũng có thể gọi là bạn ạ, à. Copilot thì nó sẽ là một người bạn đồng hành rất đáng tin cậy trong quá trình mình mình làm việc, nó có thể tạo ra được rất là nhiều giá trị mới, những những cái khả năng mà sử dụng mới trong quá trình mà mình tương tác, mình sử dụng trong cái công cụ rất bổn vậy rất là quen thuộc với mình rồi. Rồi không biết còn anh chị nào mình có ý tưởng có ấn tượng gì về cái từ khóa Copilot không ạ? À? dạ vâng vậy như vậy là mình đã em sẽ tổng hợp một số từ khóa như các anh chị đã chia sẻ nhé thứ nhất là ai ừ, ai là một cái kho một cái cụm từ rất là phổ biến và rất là chung chung và copilot chính là một trong những cái ai mà mình đang hướng đến ngày hôm nay cái thứ hai là trợ lý copilot sẽ là một người trợ lý giúp mình hay là có thể gọi là một người bạn cũng được trong quá trình mà mình làm việc ừ, và là em có một cái từ khóa đó là chatbot chatbot cũng là một cái từ khóa mà mình nên chú ý ở trong đây. À vâng, em đã bị bỏ lỡ ạ. Có rất là nhiều anh chị đã à, à, comment vào trong phần chatbot của mình. À, có một anh chị nói dùng dùng từ là advice. Vâng, advice, à, Copilot hoàn toàn có thể hỗ trợ mình trong việc là gợi ý hay là hỗ, hỗ trợ mình trong công việc hàng ngày ạ. Và một cái từ khóa nữa là thư ký văn phòng ảo của tôi. Vâng, ừ, một cụm từ quá tuyệt vời luôn ạ. Mọi người đã có một cái hình dung khá là chính xác về cái con công cụ Copilot này. Thì Copilot trong bạn tháng 5 mình có thể hoàn toàn suy nghĩ nó như là một con thư ký, một người trợ lý văn phòng trong công việc hàng ngày để giúp mình xử lý những công việc mang tính lặp đi lặp lại và mình có thể mất khá là nhiều thời gian. Thì giờ đây Copilot nó sẽ giúp mình xử lý hết những cái công việc đó. Vâng, em thấy một số cụm từ khác như là đa dụng này, hỗ trợ này hay là tự động này. Vâng, đó là những là những cái tính từ mà hoàn toàn có thể sử dụng để gọi tên con uh, Microsoft Copilot này ạ. À. Cái khả năng sử dụng hay là khả năng hỗ trợ của con Copilot này trong công việc hàng ngày có thể gọi là chỉ giới hạn ở mức độ sáng tạo của mình thôi à, Mình có thể là mình nghĩ được vấn đề gì thì có thể Copilot nó sẽ làm được hết những cái công việc đó cho mình. Dạ vâng, một cụm từ mà em thấy là từ có Ở đây thì có thể là mọi người đang ấn à, tượng về cái Copilot trong GitHub đúng không ạ? Thì Copilot trong GitHub đó chính là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ mình có điên tốt nhất Nhưng mà buổi hôm nay thì rất tiếc là em lại không có tập trung vào sản phẩm nữa ạ Và buổi hôm nay thì em sẽ xin phép là chia sẻ về một cái sản phẩm mới nhất đến từ Microsoft Đó chính là Copilot cho Microsoft 365 và em sẽ à, chuyển sang màn hình demo, à, sẽ chuyển sang màn hình chia sẻ của mình rồi. Vâng, như vậy thì à, dường như các anh chị đã có những cái ấn tượng khá là chính xác và có những cái mong chờ nhất định đối với sản phẩm Copilot của à, Microsoft. Rồi. Thì em sẽ bắt đầu à, đi qua từng phần và sẽ làm rõ cho các anh chị là sản phẩm Copilot hay là Copilot M365 này nó có những công việc gì, nó có những khả năng gì. Em sẽ đi qua bốn phần. Thứ nhất là em sẽ giới thiệu về Copilot cho M 365 về những cái à, ra đời những cái tính năng chính. Và sau đó em sẽ đi qua tới cái use case cách mình có thể sử dụng con Copilot này trong công việc hàng ngày như thế nào. Và phần tiếp theo là em sẽ đi sâu hơn về cái khả năng cái cách mà mình có thể sử dụng con Copilot M 365 này trong công việc hàng ngày đối với một người trong phòng ban sale hay à, em trong phòng ban finance này đây là người, em tin là phần lớn các anh chị tham gia buổi hôm nay là đều đến từ phần phải đúng không ạ và cuối cùng em sẽ có một phần đi chuyên sâu hơn và em xem được giữ kín phần này đến khi mà em trình bày nó thứ nhất về giới thiệu một tí về Copilot cho Microsoft M365 ở đây em có một cái hình ảnh thể hiện là Microsoft Copilot nó không phải là tên của một hay một một sản phẩm bất kỳ nào mà đó là tên của cả một dòng họ, cả một bộ sản phẩm à, đến từ nhà Microsoft gọi gọi chung cho những cái công cụ AI mà Microsoft đã cho ra đời trong những năm vừa qua. Ta có thể thấy, ví dụ như ở trên môi trường website này, à, một cái sản phẩm là trình duyệt Bing Chat hay là một cái trình duyệt s cũng có một con Copilot được tích hợp sẵn để hỗ trợ mình trong việc tương tác, tìm kiếm thông tin trên internet và à, chủ đề chính nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là sản phẩm Copilot for Microsoft 365 là sản phẩm có thể hỗ trợ mình trong công việc văn phòng hàng ngày trong ví dụ như là sản thảo văn bản đối với Word này hay là phân tích dữ liệu đối với Excel hay là tạo slide thuyết trình với PowerPoint đó là những khả năng mà Copilot mà 365 sẽ làm được Ngoài ra thì từ Copilot còn dùng được để đặt tên một số sản phẩm khác nữa ví dụ như anh chị có thể thấy là Copilot cho Windows trong hệ chính hệ điều hành của mình nếu anh chị sử dụng phiên bản từ windows 11 trở lên thì anh chị sẽ có thể thấy là copilot đã được tích hợp sẵn vào trong chính hệ điều hành của mình để đưa ra những cái hỗ trợ những cái phân tích nhanh nhất trong môi trường mà mình tương tác với chiếc máy tính của mình ngoài ra thì đối với những app riêng biệt những app rất là phổ biến trong công việc hàng ngày ví dụ như là dynamic hay là fabric để phân tích dữ liệu hay là quản lý những cái thông tin về uh, uh, nội bộ của mình thì ở đây cũng Copilot cũng đã xuất hiện trong những công cụ đó, đó là Copilot for uh, Dynamics này hay là Copilot for Fabric. Ngoài ra thì Security Copilot cũng là một công cụ khá là mới và rất đáng chú ý ở trong thời gian thời hiện nay. Ngoài ra thì uh, trong Azure, trong GitHub, hay trong Power Platform đều có những sản phẩm Copilot và vân vân, vô số những sản phẩm Copilot khác nữa đã được xuất hiện trong hàng loạt những công cụ của nhà Microsoft. và nhân vật chính của chúng ta là sản phẩm Copilot cho M365. Như vậy thì Copilot cho M365 là gì? Em có một số ý tóm tắt. Thứ nhất là Copilot cho M365 là một nền tảng chat. Đó là một con chatbot được tích hợp sẵn ở trong rất là nhiều môi trường khác nhau. Mình có thể sử dụng con chatbot này ở trên chính website của mình này, trong chính cái điện thoại của mình, hoặc là trên những những máy tính trong những cái trình duyệt bất cứ nơi đâu mình cũng có thể truy cập cái con Copilot M365 để để mình sử dụng và cái điểm nổi bật của con Copilot cho M365 đó chính là khả năng mà được tích hợp vào những cái ứng dụng văn phòng vốn dĩ rất là quen thuộc rồi ạ. À. Em có thể kể đến đến một số cái như là Excel này, Outlook này, Teams này, Word hay là PowerPoint. Và cái điều làm nên sự khác biệt của con Copilot M365 này đối với những cái sản phẩm này đang có trên thị trường đó chính là khả năng mà tích hợp, đọc hiểu dữ liệu từ trong chính nội bộ của mình. Các anh chị có thể hoàn toàn sử dụng Copilot M365 để truy xuất thông tin mình được lưu trên SharePoint này, mình lưu trên OneDrive hay là những tài liệu đã được chia sẻ với mình trong môi trường doanh nghiệp. Thì cái việc chia sẻ đó nó sẽ không, gần như là không có mang lại bất cứ rủi ro nào đối với việc mình sử dụng những cái công cụ AI đang có trên thị trường. Vì chính những cái tính năng bảo mật mình đã được áp dụng ngay trước đó cho cái training, cho cái môi trường của mình. Giờ đây Copilot nó sẽ tuân thủ theo những cái nguyên tắc đó để nó có thể truy xuất dữ liệu một cách an toàn nhất và hiệu quả nhất và Copilot 365 này cũng chính là một trong những cái bước đầu tiên mà em gọi là trong cái hành trình AI của mình vì sau khi mà mình đã quen thuộc với những cái cách sử dụng con chatbot này rồi thì ngay trên chính Copilot 365 cũng được tích hợp những cái khả năng mở rộng à, mở rộng vô hạn với công cụ là Copilot Studio mình hoàn toàn có thể dùng Cobalt Studio để tạo ra những cái tính năng mới, những cái khả năng tích hợp mới cho chính con Cobalt M365 của mình. Như vậy thì con uh, Cobalt 365 của chúng ta ngày hôm nay sẽ uh, tập trung vào những cái use case, sẽ giải quyết những cái vấn đề chính và tạo ra những cái công cụ, những cái tác vụ mới ở trong những cái công cụ như là Word, Excel, PowerPoint, Outlook hay là một cái công cụ có thể các anh chị cũng đang bắt đầu sử dụng đó chính là uh, Microsoft Loop. Em sẽ dừng lần lượt đi qua những cái uh, use case ở trong chính những cái app này. Vâng. À, thứ nhất, em xin giới thiệu đó chính là sản phẩm là Microsoft M3 365 Business Chat. Đây là một khung chat mới sẽ được uh, xuất hiện ở trong cái môi trường m 365 của các anh chị. Khi mà mình sử dụng, khi mà mình mua license Copilot M365 Và khuôn trách này sẽ cho phép mình là tổng hợp dữ liệu này Từ rất là nhiều nguồn khác nhau Từ những email, từ những tin nhắn team, Chỉ với một câu lệnh nhất, duy nhất Ví dụ như là tìm giúp tôi một thông tin về sản phẩm này Giúp tôi thông tin về khách hàng A, B, C đó chẳng hạn Thì Copilot nó sẽ có thể đọc hiểu Và nó truy xuất được những cái từ khóa đó, những cái thông tin đó từ trong chính môi trường dữ liệu của mình. Ví dụ như mình lưu uh, thông tin một khách hàng trên một file Excel chẳng hạn. Thì Copilot ở giờ, giờ, đây có thể truy xuất thông tin từ chính cái file Excel đó để đưa ra cái kết quả cho mình. Ngoài ra thì một cái khả năng chính mà em thường xuyên sử dụng đối với cho con Copilot mà 365 Business Chat này đó chính là khả năng mà summarize. Ví dụ như là mình có vô số những cái email lưu trên à, trong hộp thư chẳng hạn mình sẽ không tiện đọc thì giờ đây mình chỉ cần một câu lệnh Prom một cái câu lệnh duy nhất trong cái khung chat này thì nó sẽ lập tức nó tổng hợp lại nó summarize lại hết tất cả những cái thông tin email đã có trong hộp thư dưới dạng những gạch đầu dòng hay là dưới dạng bản chẳng hạn đó là hoàn toàn do cách mình tự chọn và cách mình sử dụng và mình mong muốn điều gì đối với con Copilot ba tháng năm này ừ, và cái tiếp theo em muốn giới thiệu đó chính là Copilot ở trong ứng dụng Microsoft Word thì trong ứng dụng mà Microsoft Word hiện nay đã có có thể tích hợp được một con Copilot ở trong chính cái môi trường soạn thảo văn bản của mình và trong môi trường soạn thảo văn bản các anh chị đang hình dung là Copilot nó có thể sử dụng như thế nào ạ? Vâng, thứ nhất là nó có thể hỗ trợ cho mình cho việc viết văn bản này, mình có thể là nhờ AI viết ra một cái đoạn văn bản mới theo đúng cái yêu cầu của mình hoặc là theo những cái một cái file tài liệu mình đã có trước đó chẳng hạn ví dụ như từ một file mà thông tin về sản phẩm rất là khô khan rất là kỹ thuật mình có thể nhận copilot dựa trên những cái thông tin đó để viết ra một cái câu chuyện mới một cái bài thuyết trình mới dựa trên à, thông tin đã có trong file trước đó và làm việc với văn bản các anh chị sẽ phải viết đi viết lại rất là nhiều lần để sao cho cái công giọng văn sao cho cái cách dùng từ nó phù hợp đúng không ạ thì giờ đây copilot trong word cũng có thể hỗ trợ mình trong việc viết lại những cái đoạn đó mình chỉ cần chọn đoạn văn bản và một hai nút bấm và hay là một một hai câu lệnh thì Copilot nó đã giúp mình viết lại một cái đoạn văn sao cho phù hợp hơn và đúng như ý ý muốn mà muốn của mình và ngoài ra thì Copilot trong bộ còn có khả năng hỗ trợ mình trong việc hỏi đáp nữa à. giả sử khi các anh chị gặp một cái văn bản rất là dài về thông tin anh chị mình muốn tiết kiệm thời gian hơn trong việc uh, đọc hiểu những văn bản đó thì giờ đây show trong ứng dụng word có thể giúp mình là tấm tắt nhanh tổng hợp nhanh hay là tìm kiếm một điểm thông tin quan trọng trong một cái tài liệu dài để từ đó mình có thể là đưa ra những cái à, có những cái hình dung cơ bản nhất những cái thông tin mà mình cần thiết trong chính cái file tài liệu của mình còn trong ứng dụng copilot for excel thì sao ạ Cublas cho Excel mọi người hay thường dùng để lưu trữ dữ liệu đúng không ạ à? và phân tích dữ liệu cũng như tính toán hay là vẽ những cái biểu đồ trong tập số liệu đó thì vâng Copilot trong Excel nó sẽ làm được những công việc đó cho mình nè. mình có thể sử dụng Copilot trong Excel để tính toán một cột số liệu mới này khi anh chị làm trong, việc, trong Excel thì mình sẽ đôi khi mất rất là nhiều thời gian để suy nghĩ một cái hàm thì giờ đây Copilot trong Excel có thể hiểu nhanh là mình đang cần những cái yêu cầu gì mình lại có những cái mong muốn gì đối với cái tập dữ liệu của mình và từ đó hỗ trợ mình trong việc tạo những công thức tính toán ra được những cái cục số liệu mới. Thì à uh, Copilot.Excel còn có thể hỗ trợ mình rất là hiệu quả cho việc phân tích dữ liệu khi mà mình có một cái uh, file số liệu dài, mình hoàn toàn có thể nhờ Copilot phân tích xem là à có những điểm dữ liệu gì nổi bật, có những thông tin gì mà mình có thể trích xuất ra được từ tập dữ liệu đó và thậm chí Copilot có thể vẽ ra được một cái biểu đồ dựa trên chính những cái phân tích đó nữa và tiếp theo thì Copilot trong PowerPoint PowerPoint là một cái công cụ có thể đã rất là phổ biến và anh chị dùng mỗi ngày thì để để tạo những cái slide thuyết trình Copilot hiện nay đã có thể hỗ trợ mình trong việc tạo ra những cái bài thuyết trình đó một cách nhanh chóng nhất như video đang thể hiện trên màn hình đây thì Copilot có thể tạo nhanh à, 5 slide, 7 slide, 10 mấy slide từ chính một cái câu lệnh prompt đơn giản là và từ một cái file đầu vào giả sử khi các anh chị đã có một cái file thông tin mà mình muốn tạo một cái bài thuyết trình rồi thì chỉ cần yêu cầu con Copilot trong ứng dụng PowerPoint này là đọc hiểu cái tài liệu đó lọc ra những ý và ngay lập tức Copilot trong PowerPoint sẽ giúp mình tạo ra những cái sao thuyết trình dựa trên những cái file thông tin đó còn Copilot trong Microsoft Teams thì sao ạ? À? Đây là một môi trường mình hỗ cần à, sử dụng để à, cho những buổi họp này. Thì giờ đây Copilot trong Microsoft Teams đã có thể hỗ trợ mình rất là nhiều trong quá trình họp bằng cách có thể hỗ trợ mình là tìm thiệm nhanh một cái thông tin này, hay là tóm tắt lại thông tin một cái buổi họp. chi tiết như thế nào thì em sẽ dành cho phần demo tiếp theo. Và trước khi qua phần demo thì em sẽ giới thiệu luôn một cái ứng dụng cuối đó chính là Copilot trong Outlook. Copilot trong Outlook thì sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều trong việc tương tác sử dụng những với những cái email. Mình có thể nhờ Copilot trong Outlook tổng hợp lại một cái luồng email dài hay là nhờ Copilot trong Outlook có thể đọc hiểu cái dữ liệu đang có, một cái luồng email đang có và dựa vào đó viết ra một cái câu phản hồi sao cho nó hợp lý nhất, nó hiệu quả nhất hay là theo đúng ý ý mình, dài ngắn, trang trọng hay là giọng điệu vui tươi, đều là những cái khả năng mà Copilot trong Outlook có thể hỗ trợ mình trong việc biết những cái email như vậy em tóm lại một số từ khóa như sau thì Copilot trong M365 M3, thứ nhất là về sản phẩm mà M365 M3, Business Chat em có hai từ khóa đó chính là file và summarize là khả năng tổng hợp và tìm kiếm thông tin đối với Copilot trong Outlook em có ba từ khóa đó chính là rewrite viết lại một cái đoạn email summary à, tóm tắt một cái đoạn email và draft giúp mình viết một cái email mới sao cho nó hợp lý hơn. Và đối với Copilot trong ứng dụng Team, em có từ khóa là Catch up, giúp mình nhanh chóng nắm bắt những cái thông tin đã bị lỡ hay là đã được trình bày trong một cái buổi họp. Ngoài ra thì Copilot trong Team còn có thể hỗ trợ mình trong việc viết những cái đoạn tin nhắn cho nó phù hợp hơn. Và mình hoàn toàn có thể sử dụng con Copilot này để hỏi đáp những cái thông tin đã có trong một cái buổi họp hay là trong một cái đoạn trao đổi thông tin, tin nhắn. Còn Copilot trong PowerPoint có thể hỗ trợ mình trong việc là create này, tạo những cái slide thuyết trình mới, summary, thống tóm tắt lại một cái bài thuyết trình dài, hay là format hỗ trợ mình định dạng lại những cái file, những cái file thuyết trình, những cái tài liệu thuyết trình. Còn Copilot trong Word em có từ khóa là rewrite có thể hỗ trợ mình trong việc viết lại một đoạn văn bản và có thể hỗ trợ mình trong việc summary tóm tắt một văn bản, bản dài và cuối cùng là có thể hỗ trợ mình trong việc draft viết ra một đoạn tài liệu mới một cái đoạn file thông tin mới và cuối cùng còn đối với Copilot trong Excel thì em có ba từ khóa đó chính là analyze hỗ trợ mình phân tích dữ liệu một cách chuyên sâu hơn hiệu quả hơn discover giúp mình tìm kiếm khai phá ra những cái insight mới trong cái tập dữ liệu của mình và cuối cùng là modify có thể hỗ trợ giúp mình định dạng hay là tạo ra hay là lọc ra những cái số liệu mà mình cần thiết phần tiếp theo em sẽ chuyển qua phần demo để cho mọi người có một cái nhìn à, dễ nhất về cái bộ sản phẩm mà 365 sáu này dạ vâng và đây chính là cái môi trường à, mà ba business chat các anh chị sẽ có một cái nút copilot ở bên đây và có một cái khung chat và như hai từ khóa em đã đưa ra ban nãy mình có thể dùng copilot cho mà ba chat này cho việc file và summarize em sẽ thử một cái câu prompt cho cái việc phần này giả sử như là em muốn tổng hợp lại những cái tin nhắn thêm hay là những cái email trong 3 ngày qua để mình có thể có một cái nhìn nhanh chóng nhất về việc mình cần làm ngày hôm nay thì em sẽ biết một cái câu là từ các email và tin nhắn được gửi đến tôi trong 3 ngày qua và em yêu cầu nó tổng hợp lại dưới dạng bản những việc cần làm và tóm tắt nội dung công việc đó dạ vâng như vậy thì chỉ trong khoảng một vài giây Copilot đã tổng hợp được những cái thông tin có trong Outlook hay là có trong team để có thể là đưa ra được giúp mình một cái bản tóm tắt và mình có thể nhanh chóng mình đọc hiểu là những công việc này mình cần làm gì, có việc gì đang gấp hay là có ai đang nhờ mình làm một cái việc gì đó nó mất nhiều thời gian hay không sau đây mình có thể hoàn toàn chủ động và sắp xếp lại cái công việc của mình cho nó phù hợp nhất thì cái quy trình mà khả năng mà tóm tắt như vậy mọi người thông thường sẽ ví dụ như đi tới với việc là tấm tắt email hay là tin nhắn thêm để biết được những việc cần làm mọi người sẽ cần mất đến khoảng là 5 hay là 10 phút hay là thậm chí là nửa tiếng để mình có thể chọn lọc và sắp xếp ra những cái thông tin thì giờ đây chỉ với một câu lệnh Brom và chưa đầy 30 giây mọi người đã có một cái bản số liệu như thế này nó đã giúp mình thu thập hết tất cả những cái thông tin đó và giúp mình đưa ra những cái đầu việc mà mình cần làm một cách nhanh chóng nhất đó là cái khả năng mà của Copilot trong ứng dụng là M365 Business Chat thì mình hoàn toàn có thể sử dụng thông, à, sản phẩm này để tìm kiếm một cái tài liệu khác nữa. Giả sử như em có một cái câu lệnh PROM là em có một cái tài liệu về thông tin sản phẩm là như thế này Thunderbolt eBay. em không nhớ là mình lưu ở, ở, ở file nào, ở nơi nào em không nhớ là mình đã làm nó trong dự án nào thì chỉ cần một cái câu lệnh PROM cho con Copilot này nó đã giúp em là tập tức là tìm nhanh được cái file thông tin này ở trong ở trong đây được lưu ở đâu em sẽ thử mở ra một cái file ở đây để mình check là cái thông tin tìm ra được nó có đúng nó có hiệu quả hay không thì, vậy vâng như vậy thì các anh chị có thể thấy là những cái phản hồi những cái yêu cầu à, những cái phản hồi yêu cầu của mình của Microsoft trong business chat nó đều có những nguồn là nó lấy từ những thông tin nào và mình hoàn toàn có thể là click vào những cái nguồn đó để mình truy cập nhanh những cái file tài liệu, những cái thông tin mà nó đã được nhắc tới. Như vậy em sẽ tóm lại là hai từ khóa của con Copilot mà bạn sẽ làm business chat này đó chính là khả năng file và khả năng summarize giúp mình tổng tìm kiếm nhanh thông tin và tổng hợp lại những cái thông tin. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu một tí về cái khả năng mà của Copilot trong ứng dụng Team. Giả sử ở đây là em có một cái buổi họp đã diễn ra từ trước. Em có bực record và transcript đối với cái buổi họp của mình. Anh chị lưu ý à, khi mà mình sử dụng con Copilot này để được sử dụng trong một cái buổi họp, mình bắt buộc phải có một cái uh, record đã được bật kèm với một cái transcript. Thì từ đó Copilot nó sẽ hiểu được là những cái thông tin ở bên trong này. Trở lại với vấn đề thì ở đây là em đang có một cái buổi họp từ trước đối với sếp của em để biết được là trong tuần này là em có những cái công việc gì cần làm. Thì thông thường là em sẽ phải ngồi em nốt lại những cái ý là sếp đã giao việc gì và có những cái công việc như thế nào, à, mức độ ưu tiên ra sao. Thì giờ đây em chỉ em phải tập em chỉ cần tập trung hơn cho việc trao đổi với sếp, Việc nắm bắt và tốc tác thông tin đã có Copilot lo rồi ạ và giờ đây em chỉ cần một cái câu lệnh Perm là tổng hợp những việc đã được giao thì Copilot sẽ lập tức đọc hiểu được những cái thông tin đã chia sẻ bên trong cái cuộc họp của mình để đưa ra được những cái gạch đầu dòng được. ví dụ là hoàn thành khảo sát khách hàng này chuẩn bị báo cáo thử nghiệm này đó chính là những cái công việc mà đã được xếp em giao trong cái buổi họp ngày hôm nay và từ đó em có thể nhanh chóng nắm bắt và sắp xếp lại những cái đầu việc này đó là khả năng của Copilot team đối với một cái cuộc họp đã diễn ra còn đối với một một cuộc họp đang diễn ra luôn thì như thế nào ạ giả sử em sẽ có một cái cuộc họp đó chính là cái cuộc họp hiện tại của mình một cái buổi hội thảo chẳng hạn mình đều hoàn toàn có thể nhờ Copilot để có thể tóm tóm lại tóm tắt lại hay là họ đắp nhanh những cái thông tin trong chính cái cuộc họp của mình Vâng. Giả sử em đang uh, join một cái tài khoản mới vào trong cái buổi học, trong cái buổi hội thảo của mình đang diễn ra ngày hôm nay, đặt tình huống là các anh chị tham dự buổi hội thảo này bị uh, bị muộn chẳng hạn, thì lúc này mình hoàn toàn có thể nhờ ngay con Copilot ở trong chính cái ứng dụng team này của mình để mình có thể tóm tắt nhanh những cái thông tin đã được trao đổi ở bên trong này. Em sẽ một lần nữa em gọi con Copilot ở trong chính cái thành tạc bộ của mình ra và em có một cái câu lệnh prime giả sử như là à, tổng hợp những thông tin đã được chia sẻ trong buổi họp này chẳng hạn vâng và rất nhanh thôi thì những cái thông tin đã được à, thực hiện trong buổi họp này đã được tổng hợp lại ở đây là một cái phần là trình bày này trình bày của của anh Tiến này về mà về làm business premium và sau đó là một phần của em về uh, trình bày những cái ứng dụng của M365 trong những cái công việc hàng ngày. Và ở đây là một cái phần demo thực tế và cái phần hỏi đáp. Đây là những cái phần mà đã, đã được à, đã và sẽ được trình bày trong cái cuộc họp của mình. Đã được Copilot nhanh chóng tổng hợp lại và liệt kê cho mình thành những cái phần mà mình cần chú ý. Như vậy các anh chị có thể thấy là Copilot trong được tích hợp trong ứng dụng team đã đem lại cho mình rất là nhiều khả năng mới đối với những cái cuộc họp với việc là tóm tắt nội dung thông tin hay là tìm kiếm một cái điểm thông tin đã được hỏi đáp trong chính cái buổi họp thì giờ đây những cái tác vụ đó đã không còn là một điều gì đó quá khó khăn bằng cách sử dụng Copilot trong ứng dụng Teams. Vâng và tiếp theo thì à, đối với con Copilot trong ứng dụng một thì sao ạ? đối với cô bé trong ứng dụng bột mình hoàn toàn có thể sử dụng nó để viết ra những cái file thông tin mới giả sử như em có một cái task được đặt ra là em viết một cái câu chuyện để quảng bá về cái sản phẩm sản phẩm này chẳng hạn cái sản phẩm thinh đồ bài mà em vừa tìm kiếm ra ban nãy thì lúc này là em sẽ có một cái câu lệnh rơm giả sử như là em muốn nó viết ra một cái câu chuyện về một người dùng rất là yêu thích sản phẩm này thì em chỉ cần một cái câu lệnh prompt là từ cái thông tin của sản phẩm này hãy giúp em biết một cái bài tóm tắt những cái tính năng nổi bật đó và sau đó kể một cái câu chuyện về một người nhân viên văn phòng sử dụng này sử dụng sản phẩm này để đi làm mỗi ngày và em sẽ gọi luôn cái file đó vào trong cái lệnh của mình bằng cách là những dấu xuyệt và chọn cái file mà mình muốn đưa vào giả sử như là Thunderbolt Certification này đây là một cái file mà mình đã có ngay trước đó và em bấm gửi để Copilot có thể đọc hiểu ra yêu cầu cũng như những cái thông tin ở trong đây. Được à đang gặp một chút trục chặt đối với à, sản phẩm cho nên là em sẽ xin phép em để ngắn lại cái cục rơm của mình để nó tạo ra được nhanh chóng hơn. Vâng, thì theo như yêu cầu của em thì à, Copilot trong ứng dụng bột nó đã giúp em tổng hợp lại được những cái tính năng nổi bật của sản phẩm. Và liệt kê ra dưới những đầu dòng, những cái phần. À, từ đó là mình có thể có những cái chi tiết hơn về chính cái sản phẩm này. Một điểm em muốn à, cho mọi người thấy đó chính là cái file ban đầu của mình nó được biết bằng tiếng Anh này. Nó được hoàn toàn viết bằng tiếng Anh từ những cái yêu cầu, những cái thông số kỹ thuật. Thì Google nó đã đọc hiểu ra được những cái file thông tin tiếng Anh đó. Để nó trả lời lại, nó viết lại giúp em thành một cái file bằng tiếng Việt như là tổng quan này hệ thống xe điện này nó dịch thuật một cách chính xác và gần như là mình có thể đọc hiểu được theo đúng những cái cách mà mình sử dụng hàng ngày như vậy thì các anh chị có thể thấy là hiện nay cái khả năng mà tiếng việt của Copilot gần như nó đã có thể được sử dụng hiệu quả và gần như không có sai sót nào trong quá trình mà mình uh, tương tác với tiếng việt so với lại khi mà mình sử dụng với tiếng anh này hoàn toàn một trăm phần trăm mình hoàn toàn có thể sử dụng ngay tiếng việt đối với những cái sản phẩm mà mình đang có như vậy thì là cái khả năng mà tạo ra được những cái à, một bài thuyết trình mới à, một file thông tin mới dựa trên một file thông tin khác là một trong những cái tính năng mới và rất là đáng chú ý của cái sản phẩm này một điểm khác nữa em muốn thể hiện đó chính là cái khả năng mà mình à, có thể tạo được cái hình ảnh đối với file tài liệu của mình giả sử như là mọi người đang muốn thêm một cái hình ảnh minh họa cho cái à, phát thông tin này đúng không ạ? thì em có một cái câu lệnh prompt là tạo hình ảnh dựa trên nội dung uh, của tài liệu. chẳng hạn. thì các anh chị mình có thể đã biết qua về những cái khả năng mà tạo hình ảnh của AI và một số công cụ khá là phổ biến như là đôi e 2 đôi 3 đúng không ạ? Đó là những cái công cụ mà đã được à, Open AI và cũng chính Microsoft đã được tích hợp vào trong những cái công cụ của mình. Thì giờ đây trong công cụ Word, mọi người có thể hoàn toàn sử dụng ngay cái khả năng mà tạo hình ảnh đó để tạo ra những cái hình ảnh phù hợp với cái yêu cầu đối với cái tài liệu của mình. Dạ vâng, và đây đây là một cái hình ảnh vừa được chính AI tạo ra. Hình ảnh này sẽ đảm bảo chưa từng xuất hiện ở bất cứ nền tảng nào và cũng như là sẽ không bị vấn đề bản quyền nào cả đây và một cái hình ảnh dở dài tạo ra để sử dụng mà mình minh họa cho chính cái dữ liệu của mình cho cái chính cái file thông tin mà mình đang có ở đây như vậy thì Copilot trong ứng dụng Word là một trong những cái công cụ khá là hữu ích và một cho tạo ra những cái use case mới như là viết một cái file thông tin viết một cái file tài liệu dựa trên những cái mình đã có hoặc là dựa trên những cái yêu cầu mà mình đặt ra Ngoài ra thì một trong những điểm mới đó là chính là khả năng mà mình có thể tạo luôn hình ảnh và tích hợp ngay vào trong chính cái, môi, cái file tài liệu của mình. Được và khi mà mình đã có một cái file tài liệu như vậy rồi, chắc chắn là mình sẽ muốn là tạo ra được một cái file, một cái bài thuyết trình đúng không ạ? Thì tiếp theo nữa em cũng sẽ tiếp tục sử dụng Copilot và em tạo ra một bài thuyết trình dựa trên cái file thông tin, một cái file tài liệu ban nãy mà em đang có em sẽ chọn nút Copilot ở trong ứng dụng Powerpoint ở đây và em chọn một cái à, em ra một một cái câu lệnh đó chính là ví dụ như là tạo một bài thuyết trình dựa trên tài liệu và em gọi cái file mà mình vừa có ban nãy giả sử như là right, file user story chẳng hạn em submit cái lệnh này và để Google nó có thể nhanh chóng nó đọc hiểu được những cái thông tin thì khi mà mình uh, yêu cầu một cái file ở trong cái lượng Chrome của mình Google sẽ nhanh chóng uh, trích xuất ra những cái dữ liệu những cái gạch đầu dòng những cái thông tin quan trọng mà nên có cho một một file thuyết trình từ chính cái tài liệu mà mình mà mình có bằng nãy chỉ có thể thấy là ở đây nó đã, 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 đã liệt kê ra được là những cái để, độ dòng nào, những cái thông tin nào cần có và ngay lập tức tạo ra ở đây em thấy là 12 cái slide dựa trên những cái thông tin mà mình yêu cầu pin dung lượng cao, tốc độ tối đa, phạm biệt hoạt động và như vậy thì nó đã liệt kê được giúp em là những cái file thông tin, những cái điểm ngành độ dòng những cái tính năng nào mà mình có thể nêu cho cái bài thuyết trình của mình và các anh chị có thể để ý là ở đây là em đang sử dụng chính cái template, chính cái à, cái layout của công ty em thì anh, anh chị hoàn toàn có thể là setting được những cái à, mong muốn, những cái mà cách mà những cái slide mà Copilot nó có thể sử dụng và từ đó Copilot nó sẽ tạo nội dung và dựa trên chính những cái layout đó để nó đưa cái nội dung vào và tạo ra một bài thuyết trình theo đúng cái yêu cầu của mình vâng và sau khi em đã có một cái file thuyết trình như vậy rồi thì em sẽ mong muốn chia sẻ với những người trong tim em đúng không ạ? thì giờ đây em có thể là sử dụng công cụ là Copilot trong Outlook để có thể là hỗ trợ em trong việc là viết ra những cái email mới em sẽ mở cái ứng dụng Outlook và chị có thể thấy là ở đây em có một cái uh, nút Copilot khi mà mình uh, soạn những cái văn bản này khi mà mình sẵn hấp thư Được không? Ví dụ ở đây Đây là y bài chuẩn bị cho product launch chẳng hạn Khi em sẽ chọn là à, Trước hết em sẽ tóm tắt này Em sẽ tóm tắt với Copilot Thì khả năng mà tóm tắt email của Copilot Nó sẽ nhanh chóng đọc hiểu ra những cái thông tin ở trong này Thì ở đây email của em nó không quá dài Thì tuy nhiên anh chị hình dung khi mà mình đã có một cái email rất là dài và trao đổi qua lại giữa mọi người về một cái dự án nào đó chẳng hạn thì tính năng tóm tắt với Copilot nó sẽ nhanh chóng nó trích xuất ra những cái việc thông tin, những cái thông tin hay là những việc cần làm trong cái một luận email dài của mình và đưa ra thành những đạo tóm tắt. Em sẽ chọn là phản hồi lại email này. Vâng, thì em khi mà phản hồi thì em sẽ không cần biết một cái đoạn quá dài nhưng mà thay vào đó em sẽ nhờ Copilot để có thể hỗ trợ em trong việc biết ra một cái đoạn email nó phù hợp hơn giả sử như là em muốn nói với team em là à, em sẵn xong tài liệu này và em cuối tuần em muốn chia sẻ với mọi người thì em nhờ Copilot viết lại cái đoạn email này cho nó hợp lý hơn, cho nó dài hơn như vậy thì là nó có nó đã thêm một số từ khóa và nó trình bày lại email cho nó trang trọng nhất em có thể mong muốn nó là viết dài hơn nữa để cho tăng cái khả tính trang trọng của cái email này Vâng, như vậy thì nó đã nói là hoàn thành xong việc soạn thảo tài liệu này. Và em muốn chia sẻ cho mọi người vào cuối tuần này. Đây và đây là chính là những cái email mà đã được Copilot nó soạn thảo ra dựa trên những cái yêu cầu của mình. Như vậy thì Copilot trong Outlook nó có khả năng tương tác rất là tốt với những cái tập bộ viết email hay là tổng hợp một cái lượng email và có mọi người hoàn toàn có thể sử dụng những cái tính năng đó để hỗ trợ mình tốt hơn trong trong công việc hàng ngày, chứ mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc xử lý hay là biết là những email mới để phản hồi cho, cho khách hàng, cho đồng nghiệp. Vâng, ừ, như vậy thì em đã đi qua một lượt nhanh chóng những cái tính năng, những cái khả năng chính của Copilot trong những cái ứng dụng. Và phần tiếp theo em muốn chia sẻ với mọi người đó chính là à, cách mà mình có thể sử dụng con Copilot này đối với phòng finance, phòng, phòng tài chính của mình là như thế nào. Ở đây em có liệt kê một số cái đầu mục, một, một số cái KPI mà em tin rằng là mọi người đều có thể đang gặp, đều có thể đang có trong công việc hàng ngày. Ví dụ như là finance outsourcing spend này, mình cần cần theo dõi chi phí cho những cái dịch vụ tài chính thuê ngoài này để có thể hỗ trợ mình tối ưu hóa những cái ngân sách. Hay là có thể mình cần phải forecast accuracy, mình cần đánh giá độ chính xác của những cái báo cáo tài chính và theo dõi những cái À, thông tin tài chính đó để đảm bảo kế hoạch phù hợp với thực tế hơn và vân vân một số điểm khác nữa ví dụ như là theo dõi chi phí là trung bình cho những cái phân tích hay là tính thời gian trung bình để thu hồi tiền hàng chẳng hạn thì những cái kpi này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc hàng ngày của mình và lúc này em cũng có một số cái scenario đã được lập ra ví dụ như là mình công việc hàng ngày của mình sẽ có những công việc gì ví dụ như planning này mình cần lên kế hoạch và phân tích tài chính thì cụ thể hơn là ví dụ như mình cần tìm cái những cái financial insight hay là build những cái business case cho cái công quá trình mà blending và analysis này và vân vân ví dụ như là business management hay là broker uh, bro to pay chẳng hạn đó là những cái công việc mà em tin rằng là các anh chị đang làm hàng ngày và những cái điều mà em liệt, liệt kê ra ở đây thì đều là những việc mà complex mà 365 tháng năm hoàn toàn có thể hỗ trợ mình trong việc làm À, ứng dụng hay là xử lý nhanh chóng hơn những cái công việc để có thể giúp mình tạo ra một ngày làm việc hiệu quả hơn và năng suất hơn những cái công việc của mình được cải thiện chất lượng cao hơn. Thì ở đây em có một liệt kê nhanh một một cái flow. Giả sử như là mọi người đang muốn uh, forecasting một cái thông tin sale đúng không ạ? Thì ở đây em đang sử dụng rất là nhiều cái khả năng của Copilot ở trong ứng dụng và Copilot trong ứng dụng Excel ví dụ như từ mình clean data này hay là tạo ra những cái analyze pattern hay là query những cái data chẳng hạn thì khi mà quá trình mình hỏi đáp hay là phân tích ở những cái dữ liệu đều có thể có Copilot trong Excel hỗ trợ mình trong những cái quá trình đó em sẽ để demo à, à, phần này ở phần sau à thì đối với một ngày làm việc của một người trong phòng tài chính của mình thì nó sẽ trông như thế nào chắc chắn là mình sẽ à, có vô số những cái tác vụ lớn nhỏ trong ngày đúng không ạ thì ở đây em có à, thông tin của một cô là Hillary chẳng hạn à, mình sẽ xem là liệu cô Hillary này đang à, sử dụng Copilot trong chính những cái tác vụ hàng ngày của mình như thế nào giả sử như là lúc 8 giờ sáng này à, cô Hillary này là muốn à, phân tích một cái dữ liệu trong Excel thì lúc này là của mình cô hoàn toàn có một cái công cụ trong Excel để hỗ trợ cô trong việc là À, lọc dữ liệu này hay là sắp xếp lại những những cái dữ liệu để có một cái nhìn nhanh chóng nhất trực quan nhất về những cái thông tin quan trọng của công ty. Sau đó thì cô lại có một cái buổi meeting ở trên Copilot Team. Thì như mà em em đã thử đề bộ bạn nãy thì cái việc mà summarize meeting Copilot trong Microsoft team hiện đang làm rất là tốt và có thể hỗ trợ mình cho việc tóm tắt ra những cái đầu mục đó một cách nhanh chóng nhất hiệu quả nhất. À, sau đó ví dụ như là cô này lại cần à, tìm kiếm những cái thông tin về khách hàng thì lúc này cô lại sử dụng một cái là, ứng dụng là cô lấy Business Chat để có thể hỗ trợ mình trong việc à, summarize lại những cái thông tin trên và vân vân cô có thể là tạo ra một bài thuyết trình trong PowerPoint này hay là lại một lần nữa là phân tích dữ liệu với Excel như vậy thì ta có thể thấy là đối với một ngày làm việc của cô Hillary này vẫn có thể đối với tất cả mọi người không chỉ riêng là phòng ban finance những cái phòng ban khác như là HR hay IT marketing đều có thể sử dụng con trong chính những cái tác vụ nhỏ nhất để từ đó là tạo ra những cái use case mới những cái giá trị mới giúp cho mình có một ngày làm việc nó hiệu quả hơn và tăng cái năng suất làm việc của mình. và phần 4, phần tiếp theo đây là phần mà có thể các anh chị đã đang mong chờ đó chính là mình có thể sử dụng Kubernetes trong Excel trong việc phân tích dữ liệu và ở đây em có một phần trình bày nhanh trình bày ngắn gọn về những cái khả năng mà của Copilot trong Excel bằng cách là mình em uh, có một cái demo nhỏ nhỏ vâng đây là một cái file tài liệu mà em mà uh, vừa em vừa tạo ra em hoàn toàn không phải là dữ liệu thật nha mọi người thì đây em đang mô phỏng lại một cái file tài liệu về một cái giao dịch của một uh, số cửa hàng cà phê một chuỗi cửa hàng cà phê chẳng hạn thì tài liệu này em đang để là có một ngàn dòng dữ liệu và em sẽ tiến hành phân tích thử một số cái thông tin đang có ở trên đây. Ví dụ như là em muốn hỏi là Copilot này là à, sản phẩm nào có số lượng bán ra cao nhất chẳng hạn. Thì Copilot nó sẽ đọc hiểu được cái thông tin ở trong đây và nó tạo ra những cái phản hồi cho mình. Vâng do cái tập dữ liệu của mình khá là lớn cho nên là những lần phân tích nó, nó sẽ có thể mất à, cũng khá khá thời gian để từ đó nó đảm bảo là đưa ra được những cái thông tin chính xác hơn. Vâng có vẻ là do đường à, kết nối nó không ổn định em sẽ thử refresh lại cái phần này thông thường nó sẽ không mất nhiều thời gian đến như vậy đâu ạ à. thậm chí là một cái tài liệu lên đến là 100 000 dòng thì cô nó cũng sẽ chỉ mất từ khoảng à 30 giây hay là 1 đến 2 phút để có thể hỗ trợ mình nhanh chóng hơn. Vâng, những chị thấy thì là Kubernetes nó sẽ đi qua các bước. Thứ nhất là nó sẽ à, xem cái tập dữ liệu của mình đang có ở những cái khoảng nào. Từ đó nó hiểu là các dữ liệu của mình nó sẽ hiểu là à, em nên muốn hỏi là sản phẩm nào có số lượng bán ra thì nó sẽ tìm những cột số liệu nó phù hợp hơn ví dụ như là tên sản phẩm này hay là à, số lượng của những cái giao dịch này để từ đó nó tích hợp nó tổng hợp lại những cái thông tin đó và nó tạo ra được những cái phản hồi cho em Và trong quá trình uh, chờ đợi những phản hồi thì em sẽ uh, xem qua những về những cái thông tin mà mình đang có ở đây sử như là một cái ngày giao dịch này mã sản phẩm này sản phẩm số lượng hay đơn giá cũng như phương thức thanh toán đây uh, em tin là một những cái bảng số liệu như thế này thì các anh chị mình uh, có thể gặp rất là nhiều trong công việc hàng ngày đúng không ạ đây là một cái file mà về ghi nhận lại những cái giao dịch hàng ngày có lẽ là cái bên server uh, của bên Microsoft nó đang có chút trục trặc. Thử lại thêm một lần nữa. Tôi sẽ gọi con coplet ra ở đây và cái câu em mong muốn vào em sẽ hỏi là sản phẩm nào có số lượng bán ra cao nhất em em tin là các anh chị ở phòng mà finance của mình đây thì cái khả năng mà mình sử dụng những cái excel rồi có thể gọi là rất là thành thục và master rồi đúng không ạ tuy nhiên thì ở đây là Kubernetes cũng có thể hỗ trợ mình là thậm chí là master hơn nữa trong việc sử dụng uh, trong việc sử dụng excel mà cách để hỗ trợ mình nhanh chóng đưa ra những công thức, những cách phân tích mới cho cái tập tài liệu của mình. Dạ, vâng, như vậy thì uh, Copilot trong Excel nó đã nhanh chóng nó tìm ra được là sản phẩm là ở đây là conola 3 trong vô số những cái thông tin này để nó tự tính tổng ra là cái phần, uh, sản phẩm nào có số lượng cao nhất, có số lượng bán cao nhất trong cả một năm và hoàn toàn có thể là add to the new sheet để sử dụng cái thông tin này để mình có thể là tạo báo cáo hay là phân tích về sau Được không? À, tiếp theo thì em sẽ à, bỏ thử một cái câu lệnh khác nữa ví dụ như em muốn nó sắp xếp lại cái bảng thông tin này theo cái tổng giá trị đơn hàng này giảm dần để mình có một cái nhìn cụ thể hơn chi tiết hơn về những cái sản phẩm nào để có những cái đơn hàng nó giá trị nhất thì lúc này mọi người có thể thấy là cô nó đã à, giúp em là gợi ý là mình em có thể sử dụng như thế nào chỉ cần bật bấm, bấm apply thông thường thì mà mọi người à, em không rõ là mọi người sẽ làm như thế nào thì em cũng không dùng Excel quá nhiều thì giờ đây Copilot nó có thể hỗ trợ em trong việc là gợi ý nhanh những cái action mà em có thể thực hiện được vâng như vậy thì nó đã giúp em là sắp xếp cái cột tổng giá trị này theo đơn hàng giảm dần có một số đơn hàng có những cái giá trị rất là lớn à, em thử một cái khả năng khác nữa nó sẽ cấp hơn một tí giả sử như em nhờ là tính tổng số lượng bán của mỗi sản phẩm ở mỗi cửa hàng đúng không ạ à, thậm chí khi mà em đọc cái thông tin này thì em cũng chả có ít ý niệm gì là mình sẽ phải tính toán công thức như thế nào nhưng mà goblet nó chỉ cần khoảng 5 đến 10 giây thôi ạ à. nó đã tạo giúp em một cái file như thế này em thử add vào một cái sheet mới để mình xem số liệu này nó có những cái điểm gì nó thú vị vâng như vậy thì nó đã nhanh chóng tính toán giúp em là một cái bảng số liệu của những từng cái cửa hàng và 20 cái sản phẩm của mình là có cái số lượng bán ra được là bao nhiêu và từ đó là tạo giúp mình nhanh một cái bảng dữ liệu ở đây để mình có thể là theo dõi. Vậy thì em thấy cái việc mà Google nó đang giúp em tiết kiệm khá là nhiều thời gian trong việc là tính toán hay là suy nghĩ ra những cái file thông tin như thế này. À, ngoài ra thì có thể giúp mình vẽ những cái biểu đồ đó, nó hiệu quả hơn nữa. giả sử em yêu cầu là vẽ biểu đồ thể hiện tổng số lượng bán và tổng cái giá trị đơn hàng của từng tháng này chẳng hạn. Như vậy thì em đang mong muốn đó tạo ra một cái bảng à, live để có thể là thể hiện xem là những cái thông tin này à, số lượng bán của những cái sản phẩm qua từng tháng nó sẽ trồng như thế nào và cũng như tổng những cái giá trị đơn hàng đó nó sẽ là bao nhiêu nó đã tạo giúp em được một cái trạc và em sẽ add vào một cái sheet mới để em có thể phân tích chuyên sâu hơn về cái thông tin đó. Để dạ, bằng như vậy thì một cái trạc đã được tạo ra à, về một cái line về tổng giá trị đây, hay là về tổng số lượng chẳng hạn, à, em 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 sẽ thay thế cái này để nó cho dễ nhìn hơn vâng như vậy thì mình có thể thấy là à, tổng giá trị đơn đơn hàng nó đã có những cái sự biến động vào từng tháng và tháng 10 đang có một cái kết quả kinh doanh nó không được tốt lắm mà. như vậy thì mọi người có thể thấy là Google trong Excel đã giúp mình tiết kiệm được cũng rất là nhiều thời gian để mình tạo ra được những cái biểu đồ những cái table như vậy và từ đó mình có thể là dành thời gian đó để mình phân tích chuyên sâu hơn mình có thể giải thích thêm là những cái biểu đồ này nó có những cái ý nghĩa như thế nào. Ừ, ngoài ra thì à, em có một số cái câu hỏi khác nữa. Giả sử như là em hỏi là mức chi trung bình của khách hàng là bao nhiêu chẳng hạn. Thì ở đây thì mọi người có thể thấy là những cái câu hỏi mà mình đặt ra đối với tập dữ liệu thì Copilot trong Excel có thể hỗ trợ mình nhanh chóng là hiểu có những cái thông tin gì mình đang cần hỏi và có thể tính toán ra được những cái số liệu đó nó như như thế nào. Đây là một lại thêm một cái à sheet khác, một cái chat khác đã được tạo ra cho em. đấy là những cái khả năng mà mình có thể là hỏi đáp thông tin dựa trên những cái số liệu mà mình đang có. Ngoài ra thì mình còn có thể nhờ Copilot nó highlight hay là nó đánh dấu thêm những cái thông tin mà mình cần chú ý, giả sử như là em muốn nó là à, đánh dấu những sản phẩm Uh, những giao dịch, những giao dịch có giá trị uh, trên 200.000 chẳng hạn thì Copilot trong Excel nó cũng có thể hỗ trợ mình trong việc định dạng nhanh chóng những cái cột thông tin, những cột dữ liệu này và nó đã gợi ý là em có thể áp dụng một cái uh, Condition Formatting này em có thể nhận những Apply để nó có thể là Apply nhanh chóng vào cái tập dữ liệu của em nó sẽ thử sọt lại cái này theo theo thứ tự để mình có thể thấy nó đã highlight được ra những cái giao dịch lớn hơn 200 ngàn em có thể sử dụng cái tính năng này để mình nhanh chóng nhìn ra được những cái điểm cần chú ý những cái giao dịch mà nó nổi bật đối với cái tập dữ liệu của mình À, ngoài ra thì nó còn có thể hỗ trợ mình trong việc là tạo ra những cục số liệu mới hay là tích, tích hợp theo một số dữ liệu khác ví dụ như là em sẽ muốn nó tắt cái cột đi em à, tách cột uh, ngày và giờ thành uh, cột ngày và cột giờ chẳng hạn thì cái khả năng mà phân tách dữ liệu nhanh của nó cũng có thể hỗ trợ mình trong việc là tạo ra những cái hàm những cái cách áp dụng mới Vâng, như vậy em sẽ bấm uh, Apply để mình có thể là thực hiện cái sự thay đổi này ở đây. Vâng. Uhm, có thể dữ liệu nó đang load này. Như vậy thì nó đã tạo ra được hai cột ngày và cột giờ để cho mình à, uh, cái những cái nhìn nó chi tiết hơn về các dữ liệu của mình. Như vậy thì là cái khả năng của Kubernetes trong Excel em cũng tóm lại một số ý thì nó có thể hỗ trợ mình trong việc phân tích này cách là tạo ra những cái biểu đồ nó nhanh chóng hơn hay là hỗ trợ mình trong việc tìm ra những cái điểm dữ liệu mới ở đây có một cái câu lệnh build sẵn đến từ nhà Microsoft đó chính là show data inside à, thì cái khả năng mà show data đó nó sẽ lập tức nó tìm ra được những cái điểm dữ liệu nổi bật, những cái điểm dữ liệu hay trong cái file data của mình vâng ở đây là một cái show data inside là một trong những câu lệnh Brom mà Microsoft đã nêu sẵn và dựa vào đó có thể nhanh chóng vẽ ra được bộ số những cái biểu đồ, những cái thông tin mới mà mình cần chú ý đối với tập dữ liệu của mình. Ừ, phân tích có thể mất nhiều thời gian này. Như vậy thì cái đó em sẽ để dành phần cuối. Hiện tại em sẽ tóm lại một số ý luôn thì là Kubernetes Excel có thể hỗ trợ mình trong việc phân tích dữ liệu và hỗ trợ mình trong việc định dạng dữ liệu cũng như là tạo ra những cột số liệu mới, những cái công thức mới để phù hợp với cái yêu cầu của mình. Thử lại như này. Được rồi. có lẽ là lại gặp một chút trục chặt đó rồi em sẽ để phần này ở, ở ở sau à như vậy thì là người có thể thấy là cái khả năng mà cô Black nó hỗ trợ mình rất là nhiều trong việc phân tích để không? đây nó đã tạo ra được một cái những cái insight cho em Và tiếp theo đó em sẽ nhấn là add all insight to grid mọi người có thể thấy là nó sẽ lập tức nó tạo ra được những cái điểm dữ liệu nó đáng chú ý đối với cái thông tin của mình Ở đây thì nó đã tổng hợp lại giúp em thành và ba cái pivot table để mình có thể sử dụng. Và nó tổng hợp lại là tổng giá trị này, bài số lượng này. Đối với số lượng thì nó sẽ có những cái giá trị như thế nào và những cái đường giá hay là những mã nhân viên. Vâng, như vậy thì là Complex nó đã hiểu giúp em là có những cái điểm dữ liệu nào đáng chú ý trong tập tài liệu mà tự đọc dựa vào đó để phân tích ra thành những cái bảng số liệu những cái chart mới. Dạ vâng. Như vậy thì là em cũng đã vừa đi xong cái phần cuối cùng của cái phần trình bày của em. Anh chị có thể thấy là OpenLab nó có thể hỗ trợ mình rất là nhiều trong công việc hàng ngày. Và nói với phòng ban finance của mình, thì mình có thể sử dụng OpenLab này rất là hiệu quả trong việc là phân tích những cái dữ liệu đó. Dạ vâng, em sẽ nhường đích lại cho chị Sương để mình đi đến phần tiếp theo. Ừ, vâng, cảm ơn Đạt. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ đến một phần... Ưu đãi từ cập nhật ưu đãi từ tiếp với phần trình bày của bạn Quý Đoàn xin mời Quý nhé. À, không biết là chị Xương có nhìn thấy màn hình chia sẻ chưa? Ờ à, chị thấy rồi nhé. À, cảm ơn Thạc đã có một cái chia sẻ. Uh rất là hữu ích về uh, Coinbase và ngay bây giờ đây em uh, cũng rất là vui khi được uh, uh, chia sẻ đến uh, quý anh chị một cái offer đặc biệt về uh, và hấp dẫn mà Coinbase hiện có uh, và cho em xin phép uh, được giới thiệu một chút về những cái thành tựu mà NovinTec trong thời gian qua đã uh, cố gắng uh, tạo nên sự uy tín cũng như là thành công trên thị trường và hiện nay thì NovinTec cũng rất là tự hào khi là một trong những cái đối tác hàng đầu của Microsoft tại Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới và trong thời gian qua thì Noventis liên tục nhận được nhiều giải thưởng quan trọng từ Microsoft, um, đó là đối tác hàng đầu của Microsoft tại Việt Nam, uh, Country Partner of the Year 2024, Azure Microsoft to Asia Partner of the Year 2024, và trong 4 năm liên tiếp thì được vinh danh giải thưởng uh, Modern World and Security of the Year. Um. Và Noventis cũng là một đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Microsoft công nhận năng lực chuyên sâu ở bốn mảng Modern Work, Business App, Azure và Security. À, với phương châm là không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm duy trì vị thế tác chiến lược của Microsoft và tạo ra cái giá trị cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại số hóa. Um, Noventis thì mong muốn hỗ trợ khách hàng được áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhất À, với mức chi phí và offer tốt nhất à, chính vì vậy mà Copilot Discount là một trong những offer uh, hot nhất của Noventis hiện tại hiện tại thì bên phía của em Novintis thì đang có cái chương trình đối với Copilot for Microsoft 365 Discount lên đến 25% với số lượng chỉ từ một giấy phép cùng với cái dịch vụ hỗ trợ tích hợp hệ thống à, đi kèm theo cái Discount 25% này là gói đào tạo từ uh, tổng quan chuyên sâu cho tới từng phòng ban như là fan HR hoặc là marketing hay là phòng IT. Ngoài ra thì uh, trong trường hợp mà anh chị có mong muốn triển khai uh, customize theo yêu cầu riêng hoặc là muốn tìm hiểu để uh, đáp ứng dụng AI Copilot vào những cái hệ thống riêng của doanh nghiệp thì uh, bên phía tụi em cũng có cái dịch vụ tùy chỉnh uh, bao gồm mà đánh giá mức độ sẵn sàng uh, đào tạo và thiết kế theo cái yêu cầu riêng và triển khai thì trong cái discount 25% này em có một cái lưu ý là cái chương trình này thì áp dụng cho khách hàng qua kênh CSP và cái thời hạn cho cũng còn khá là ngắn là kết thúc vào ngày 31 tháng 12 2024 nên là quý anh chị mình có thể cố gắng tận dụng cái khoảng thời gian này để mình trải nghiệm co pilot à, đối với những khách hàng mà đã mua cái giấy phép license bay 3 uh, Microsoft 365 với uh, Noventis hiện tại á uh, thì quý anh chị có thể mua Copilot theo co termin, tức là không cần phải mua theo thời hạn full 12 tháng. Uh, anh chị có thể mua theo cái uh, thời hạn hết hạn của Microsoft subscription mà doanh nghiệp hiện có uh, thì từ đó anh giúp anh chị có thể uh, uh, tiết kiệm chi phí hoặc là có thể uh, được trải nghiệm cái uh, Copilot trong khoảng thời gian mà trên uh, uh, hết hạn của Uh, subscription Microsoft 365 hiện tại uh, Ngoài ra thì ngoài cái chương trình về Copilot thì hiện nay uh, bên phía em cũng có rất là nhiều cái offer dành cho kênh CSP đối với các sản phẩm như trên màn hình em đang show uh, bao gồm là Microsoft Defender for Business uh, giảm giá lên tới 40% và Microsoft 365 E3 uh, giảm giá lên 15% và Office 365 M1 và L M1 Plus. À, với uh, M1 uh, Office 365 M1 thì giảm đến uh, 60%, còn L M1 Plus thì giảm tới 30%. Và những cái sản phẩm này thì uh, uh, quý anh chị phải đăng ký theo năm và thanh toán theo năm. Ừ. Với những ưu đẩy uh, lên đến tới 60%, thì nếu uh, quý, quý doanh nghiệp có, mình đang quan tâm về các sản phẩm trên và đã có cái kế hoạch mà trang bị thì uh, nhanh chóng liên hệ với phía em hoặc là phía NovenT để uh, được tư vấn uh, chi tiết và những cái điều kiện áp dụng như trên cái màn hình em chia sẻ uh, và cuối cùng thì phần chia sẻ về offer về Cobalt Discount 25% cũng như là những cái sản phẩm liên quan từ uh, Microsoft 365, à, uh, em cũng hết Nên nếu chị có cần trao đổi thêm thì có thể uh, liên hệ qua contact trên cái màn hình em có để là uh, thì sau đây em xin xin uh, uh, trả lời cái spotlight cho chị Sương cũng như là diễn giả để tiếp tục chương trình dạ em xin chào quý anh chị ạ dạ em cảm ơn ạ à, cảm ơn quý với phần chia sẻ và offer vừa rồi và quý anh chị mình có quan tâm đến những chương trình offer của nông viên tích thì có thể để lại thông tin trong có thể để lại thông tin hoặc là uh, inbox vào trong box chat ban tổ chức sẽ liên hệ với quý anh chị ngay sau đây ạ uh, và tiếp sau đây chúng ta sẽ đi đến với phần Q&A uh, thì hiện tại ban tổ chức có nhận được một số câu hỏi từ trong phong feedback cũng như là trong phần đăng ký thì mc cũng xin phép đọc câu hỏi và mời diễn giả trả lời ạ. đến với câu hỏi đầu tiên chúng ta có câu hỏi làm sao ứng dụng trực tiếp copilot vào excel tương tự như chat gpt hiện tại tôi thường chụp data và hỏi gpt cách giải quyết câu hỏi đến từ anh nguyễn đạt ạ à, xin mời diễn giả. cảm ơn ạ dạ em cảm ơn anh đạt bị câu hỏi rất là hay ạ thì uh, sau cái phần uh, em trình bày ban nãy thì cái uh, anh cũng đã có hình dung phần nào về cái khả năng mà xử lý dữ liệu của uh, Copilot trong excel đúng không ạ thì trong excel thì mình có thể là hoàn toàn là mình để sẵn những cái data ở trên đó và mình sử dụng luôn Copilot trong excel để có thể hỗ trợ mình phân tích nhanh hay là tính toán nhanh những cái tập số liệu ở trên cái môi trường excel của mình thì À, giờ, giờ đây thì là cái môi trường theo đó nó, nó được bảo vệ ngay trong chính cái môi trường dữ liệu của mình cho nên là nó tạo ra một cái sự an toàn nhất định nó sự an toàn rất là đảm bảo đối với cái uh, những cái data thông, thông tin mật thì cái việc mà mình uh, ví dụ như sử dụng một cái công cụ ai khác và mình cắt những cái số liệu những cái data ra bên ngoài thì nó, thứ nhất là nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và thứ hai là nó cũng làm lộ ra rất là nhiều nguy cơ về rò uh, rỉ thông tin bảo mật của công ty nữa ạ cho nên là em, em tin là đối với những cái giải pháp mà phân tích dữ liệu thì giờ đây là Copilot trong Excel là chính là một trong những cái công cụ mà nó an toàn nhất và nó hiệu quả nhất đối với việc mà mình phân tích những cái số liệu mà nó mang tính quan trọng đối với công ty mình. Cảm ơn đạt. Một câu hỏi tiếp theo đến từ anh Thanh Hiếu muốn tìm hiểu chi tiết cách thức bảo vệ data đối với bộ phận kế toán tài chính khi sử dụng Copilot. Dạ Vâng ạ, à, em cảm ơn câu hỏi của anh Hiếu thì cũng như em vừa trình bày vừa chia sẻ ban nãy thì Copilot nó chỉ nó sẽ luôn áp dụng và nó tuân thủ theo những cái quy tắc bảo mật mà mình đã được đặt ra trong chính cái nền Microsoft B365 của mình thì như vậy thì những cái biện pháp bảo vệ an toàn dữ liệu ngay từ trước ví dụ như là gán nhãn này hay là phân loại mức độ dữ liệu theo mức độ sensitive hay là không được chia sẻ ra bên ngoài thì Copilot nó cũng sẽ kế thừa hết những cái khả năng mà bảo mật đó để tạo ra giúp mình một cái môi trường nó an toàn hơn và không chỉ bộ phận kế toán tài chính hay là tất cả mọi, uh, mọi người mọi thông tin của doanh nghiệp trong đều sẽ được bảo vệ dưới một lớp bảo mật bốn đã rất là nổi tiếng về sự an toàn và đảm bảo của microsoft một câu hỏi tiếp theo cũng đến từ anh Nguyễn Minh Hiếu Ứng dụng Copilot trong ngành ngân hàng như thế nào Chúng Dạ vâng Dạ vâng ạ à. À, Cảm ơn anh Hiếu về câu hỏi Thì về Copilot uh, trong ngành ngân hàng Thì em vừa trình bày xong là về uh, phần finance nói chung đúng không ạ à? Thì đó là một trong những cái phòng ban mà em nghĩ là ngân hàng nào cũng, cũng sẽ có Thì ngoài ra thì trong một ngân hàng thì cũng sẽ có rất là nhiều phòng ban khác và như em cũng đã chia sẻ ban nãy là có thể là gọi là mọi ứng dụng mọi người trong một cái công ty đều có thể có những cái use case riêng biệt nhất đều có những cái mà khả năng sử dụng riêng của mình đối với sản phẩm Copilot và 365 này để từ đó mình có thể ứng dụng vào trong cái công việc hàng ngày của mình và tạo ra những giá trị mới giả sử như là đối với một người phòng ban sale của một ngân hàng chẳng hạn thì người có thể sử dụng con Copilot này để hỗ trợ trong việc là phân tích khách hàng này Hay là tìm kiếm dữ liệu khách hàng Ở trên môi trường demo của mình Hay đối với phòng ban marketing Thì đều có thể là sử dụng được những cái công cụ đó Để có thể là tạo ra những giá trị mới Hay là những cái phòng ban đặc thù khác của ngân hàng Ví dụ như là phân tích số liệu tài chính Thì cũng như mình có thể sử dụng à, Copilot trong Excel Một cách nó chân sâu hơn, nó hiệu quả hơn Chắc chắn nó sẽ không thể nào thay thế được Những phân tích của mình Tuy nhiên nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều Trong việc là À, phân tích hay là tạo ra những cái à, điểm dữ liệu mới mà mình có thể sử dụng tốt trong cái môi trường ngân hàng của mình một câu hỏi tiếp theo đến từ anh Di Nguyễn à, cách có cách nào triển khai được cho từng phòng ban với trình độ nhân sự lâu tech hay không ạ dạ vâng em cảm ơn câu hỏi của anh Di Linh à, câu hỏi này em thấy khá là hay ạ à. thì anh có thể hình dung là giả sử như là vài khoảng vài chục năm trước khi mà những cái sản phẩm mới như là Copilot Word này, Copilot Excel này nó, nó, ra đời thì mọi mọi người đều phải học hỏi về cách sử dụng đúng không ạ? À? Và khi mà mọi người đã được ứng dụng một cách à, đầy đủ thì chính những người gọi là low tech đi nữa cũng sẽ cần nhanh chóng nắm bắt và sử dụng những cái khả năng đó. Một điểm em thấy khá khá là thú vị là gần đây là có một người quen của em khi đi phỏng vấn thì họ lại đòi hỏi là cách mình là biết cách sử dụng AI trong công việc Với là một điểm khá là, em thấy khá là mới đúng không ạ? Giả sử như vài năm trước thì trong yêu cầu công việc là biết sử dụng công cụ tinh học văn phòng này và sau đó thì mọi người đều mặc định là à những cái này là có phải bắt buộc phải biết thì giờ đây là một cái yêu cầu mới đó là khả năng biết sử dụng AI như vậy thì đối với những người lô tech trong chính những phòng ban của mình thì đều phải dừng học hỏi và, và sử dụng những cái công việc đó và chính là mình tích của bên em khi mà anh chị là À, có thể là yêu cầu thì bên em sẽ tổ chức những cái buổi triển khai những cái buổi huấn luyện cho tất cả mọi người trong mọi phòng ban để mình có thể nhanh chóng sử dụng công cụ AI Copilot này nó nhanh chóng nhất và nó hiệu quả nhất. Vâng, xin cảm ơn anh Đạt ạ. À, và em xin em xin cũng xin lưu ý với quý anh chị hiện tại đang trên màn hình đang có mã QR dẫn về feedback form thì quý anh chị mình vui lòng để lại uh, điền feedback form phản hồi về buổi với PD ngày hôm nay và sử dụng email doanh nghiệp của mình để có thể có cơ hội tham gia vào chương trình lucky draw ngay sau đây ạ. À, em cũng xin tiếp tục với uh, phần Q&A với một câu hỏi tiếp theo đến từ anh Phạm Sơn Bình. Theo mình hiểu Prom là một trong những điều tất yếu. Vậy có bí kíp nào giúp mình bật ra được from đúng ngữ cảnh, đầy đủ và chi tiết hay không? Dạ vâng, em cảm ơn câu hỏi của anh Bình. Em, câu hỏi của anh Bình rất là hay và em nghĩ là cũng là đang trăn trở của rất là nhiều người. Có lẽ anh Bình hỏi câu này thì anh cũng đã có những cái kinh nghiệm sử dụng AI nhất định rồi đúng không ạ? Thì cái việc mà mình prompting đó chính là một trong những cái kỹ năng mới nhất và nó cần thiết nhất trong cái cái thời đại ngày, ngày hôm nay thì với mình cách mà mình tương tác với AI cái cột rơm là một trong những cái thứ quan trọng nhất như vậy thì em có chia sẻ nhanh hay là cái phần này nếu như anh cần thì anh có thể liên hệ với bên em để mình được có những cái buổi huấn luyện sâu hơn thì về cái việc phần prompting theo cái best practice thì mình cần tối thiểu là bốn cái bốn cái phần bốn cái cấu phần của một cái cột rơm thứ nhất là về cái goal là ví dụ như là mục đích của mình là muốn cột nó làm được gì muốn cái AI này nó hỗ trợ được gì cho mình đó là phần goal sau đó là cái context khi mà mình đưa ra được những cái à, cái quy, quy, trình những cái tình huống mà mình đang sử dụng thì lúc đó là Copilot nó sẽ hiểu được là mình đang cần những việc gì và hai có phần cuối cùng đó chính là về sort và expectation sort chính là mình muốn lấy thông tin từ những nguồn dữ liệu nào và expectation là mình muốn nó phản hồi trong như thế nào em nói nhanh về bốn cái cấu phần này thôi ạ à. nó sẽ có những vô số những cái cách mà mình có thể và huấn luyện mình có thể là sử dụng những cái prom nó hiệu quả hơn nữa anh hoàn toàn có thể liên hệ với bên em và bên em sẽ bút một số buổi để mình chia sẻ thêm về phần này nhé Dạ vâng xin cảm ơn Đạt hiện tại thì ban tổ chức cũng nhận được khá, nh khá nhiều câu hỏi Tuy nhiên là do thời lượng của chương trình có hạn nên em xin phép mình sẽ dành thời gian thêm cho khoảng ba câu hỏi nữa nha với những câu hỏi còn lại thì ban tổ chức và diễn giả sẽ vãn hồi sau qua email À, một câu hỏi đến từ anh Trần Nhật An. Copilot có gì hơn Jack hay Cloudy hay Lambda 3? Có gì đảm bảo được khi chạy Copilot trên máy local thì data không bị rò rỉ? Dạ vâng ạ, em cảm ơn câu hỏi của anh An. À, từ nãy đến giờ thì mình đang đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về à, an toàn và bảo mật dữ liệu đúng không ạ? và đó cũng chính là những cái uh, trang trở em nghĩ là lớn nhất của mọi người đối với cái uh, thời đại sử dụng AI ngày, ngày nay thì em có một cái uh, em cũng chia sẻ lại là những cái lớp bảo mật của uh, Copilot nó đã được kế thừa từ Microsoft cho nên là những cái mà vấn đề an toàn dữ liệu hay là bảo mật đó hoàn toàn là do mình customize được và mình hoàn toàn uh, chủ động được trong việc là điều chỉnh những cái mức độ bảo mật đó thì nếu như mà anh có một câu là anh nói là so sánh với những cái công cụ à, AI hiện nay trên thị trường thì anh có thể hình dung là những AI đó nó có đem lại một cái hiệu quả nó, nó có thể đem lại hiệu quả cao hơn nhưng liệu nó có an toàn và nó có bảo mật được như con Copilot này hay không? Và do Copilot nó đặt cái vấn đề yêu cầu về bảo mật và an toàn nó lên trên nhất cho nên là đôi khi mọi người sẽ thấy là cái khả năng phản hồi của Copilot nó sẽ không được gọi là thông minh hay là không được hiệu quả như những con AI khác nhưng mà điều đó vẫn đang dừng được cải thiện bằng cách áp dụng những cái mô hình ngày càng mới ngày càng mới hơn đến từ mình Microsoft mình Microsoft chỉ áp dụng những mô hình nào nó an toàn nhất và nó đảm bảo đã được chạy ổn định rồi thì mới cho vào những cái sản phẩm môi trường của mình cho nên em nghĩ trong tương lai thì Copilot nó cũng sẽ dần thông minh hơn như những con AI khác trên thị trường và đảm bảo thì vẫn sẽ có những cái vấn đề bảo mật và an toàn dữ liệu nó đi kèm với con Copilot này. Dạ vâng, xin một câu hỏi tiếp theo đến từ anh Trần Mạnh Tiến. Doanh nghiệp của tôi đang sử dụng Microsoft ra sáu năm bản quyền có định sử dụng có được sử dụng Copilot miễn phí hay không ạ? À? Dạ vâng, em cảm ơn câu hỏi của anh Tiến thì câu hỏi của anh tiến cũng rất là cũng là câu hỏi chung của rất là nhiều người khi à, mình muốn bắt đầu sử dụng con Copilot mở 365 này thì em cũng sẽ trả lời thẳng luôn là hiện nay thì Copilot mở 365 đang không có những cái chương trình ưu đãi miễn phí dành cho người dùng thì tuy nhiên thì anh hoàn toàn có thể là sử dụng những cái bản Copilot khác như bản Copilot Pro cho cá nhân này cái này thì em lại không khuyến khích lắm vì nó sẽ không có à, hỗ trợ tốt cho à, nó dành cho người dùng cá nhân và mình phải lộ những cái dữ liệu thông tin của mình ra ngoài Thì mình có thể sử dụng được thì ngoài ra thì đối với bản mở có lớp mở tháng năm cho doanh nghiệp tuy không có những cái ưu đãi những cái dùng thử nhưng mà bên mày bên, bên em hiện nay đang có những cái mức giá những cái ưu đãi khá là tốt cho người dùng mới ạ. À. anh có thể à, liên hệ thêm với à, team bên mình em để có thể được tư vấn thêm về những cái mức giá ưu đãi anh nhé Ừ. cảm ơn Đạt và chúng ta sẽ đến với một câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đến từ chị hoặc là anh Hà Phạm. Ờ à, Kubernetes trong 3, mà 365 có phụ thuộc vào đường truyền internet hay không? Demo lúc nãy tôi thấy Kubernetes vẫn chưa hoạt động tốt với from đưa vào. À, xin mời Đạt nhé. Dạ vâng ạ. À. Dạ em cảm ơn câu hỏi. À, có lẽ à, anh chị anh Hà chị Hà đã à, rất là chú ý đến phần demo của em thì đúng ra là đúng là phần demo của em đang có một số trục trặc nhất định thì một phần là vì đường truyền internet của em nó đang bị chậm cho nên là những cái phản hồi lại của Copilot nó có thể đưa ra nó đang bị một một phần delay và ngoài ra thì điều này em cũng nói thật sự luôn là trước đây em đang làm rất là tốt tuy nhiên từ hôm qua đến hôm nay thì có thể là đang có đang có những cái đợt update lớn đối với những cái mô hình AI của bên Microsoft cho nên là cái cái performance, cái khả năng sử dụng của cái AI này nó đang gặp à, một tí trục trặc và sẽ sớm ổn định thôi À, em nghĩ là sau bộ đợt này thì sẽ có thêm được những tính năng mới được tích hợp vào trong cô của mình. Cho nên là những cái, một số trục trặc ngày hôm nay thì sẽ à, hoàn toàn là ổn định và sau này mình sẽ dùng nó một cách nó trường trường nó mượt mà hơn. Ừ, xin cảm ơn Đạt. Và câu hỏi vừa rồi cũng chính thức khép lại nội dung Q&A của ngày hôm nay à, và tiếp sau đây như đã đề cập ở đầu chương trình chúng ta sẽ đến với một phần rất thú vị của hội thảo đó là Lucky Draw trong lúc đợi team kỹ thuật setup lại phần game này thì em xin phổ biến lại thể lệ tham dự như sau thông tin quay số may mắn sẽ được thu thập từ email trong form feedback được đính kèm tại móc hoặc là đang được show trên màn hình ở đây anh chị có thể quét mã QR trên màn hình để có thể điền form và ngay sau đây thì ban tổ chức sẽ dành thêm khoảng 5 phút nữa để quý anh chị mình có thể hoàn thành form này. Anh chị mình lưu ý là để lại thông tin email doanh nghiệp để mình có thể đủ điều kiện tham gia phần game này nha. Form sẽ được đóng sau 5 phút nữa, vì vậy nên quý anh chị mình vui lòng nhanh tay hoàn thành form feedback nhé. Chúng ta sẽ có một lượt quay duy nhất là một phần quà loa bluetooth JBL Go Pro đến từ ban tổ chức. Anh chị lưu ý thêm là sau mỗi lượt quay, màn hình sẽ hiển thị thông tin email của người trúng thưởng. Anh chị có thông tin email trúng giải vui lòng xác nhận và bóc chat giúp ban tổ chức. Chỉ những anh chị tham dự còn trong hội thảo mới đủ điều kiện tham gia, mới đủ điều kiện nhận giải thưởng của chương trình. Trường hợp anh chị trúng giải có thông tin email đúng với thông tin email trên màn hình nhưng không còn trong ở web, không còn trong webinar nữa thì ban tổ chức xin phép không xác nhận ạ và sẽ được phần quà sẽ được chuyển sang phần quay tiếp theo quý anh chị nào mình chưa điền form feedback thì vui lòng nhanh tay nhé Dạ vâng, em xin ngừng lấy thông tin email ở form và bắt đầu quay số ạ à, mời ban kỹ thuật Chuẩn bị Và ngay sau đây em xin phép bắt đầu phần game Lucky Draw à. Lượt quay sẽ bắt đầu ngay sau đây, xin mời ban kỹ thuật Xin chúc mừng khách mời tham dự có đuôi email là thb.com.vn Dạ, xin hỏi khách mời có đuôi email bùi a thb.com.vn Mình còn trong webinar hay không ạ? Dạ, em đã thấy xác nhận từ anh Hậu. Dạ, anh Hậu. Anh vui lòng chụp lại màn hình này và gửi thông tin nhận thưởng của mình về email news@novintix. -com, com để ban tổ chức có thể gửi tặng phần quà cho mình, anh ha. Phần quà của mình ngày hôm nay là một loa bluetooth JBL Go4. Xin chúc mừng anh hậu ạ. vâng vậy là chúng ta đã tìm ra được người may mắn nhất trong ngày hôm nay phần lucky là phần lucky draw vừa rồi cũng là phần nội dung cuối cùng kết thúc buổi hội thảo hy vọng món quà nhỏ này sẽ có ích cho anh hậu trong công việc cũng như là trong đời sống hàng ngày à, quý anh chị thân mến hội thảo trực tuyến hướng dẫn sử dụng Microsoft Copilot cho phòng tài chính diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay đã chính thức kết thúc tốt đẹp và chương trình này chúng ta sẽ có một buổi nữa Ờ, liên quan đến phòng ban nhân sự quý anh chị mình có thể đặt, đặt thông tin đăng ký và ban tổ chức sẽ gửi đến ban tổ chức sẽ gửi lên tham dự đến cho mình ạ à. thay mặt ban tổ chức em xin phép cảm ơn các quý anh chị diễn giả đã tham dự và đặc biệt là cảm ơn tất cả khách mời tham dự ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu để tạo lên một không khí tuyệt vời cho buổi sự kiện kính chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị vào những buổi thời thải trực tuyến phía sau Cảm ơn quý anh chị ạ.